Bộ Y tế do Hamas kiểm soát cho biết số người chết ở Gaza vượt quá 10.000. Phân tích: chúng ta có thể tin tưởng vào số liệu thương vong từ Bộ Y tế Gaza do Hamas kiểm soát không? Ukraine tuyên bố sản xuất hàng loạt UAV tự sát tầm bắn 1.000 km. Nổ lớn, biển lửa nhấn chìm kho đạn của Nga tại ngôi làng chiến lược ở Ukraine. Nhiều quan chức Trung Quốc sắp bị sa thải sau cuộc họp quan trọng do ông Tập chủ trì. Quý vị đang theo dõi mục Toàn cảnh quốc tế ngày 7 tháng 11 của DKN. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bản tin chính. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trà đạm thủy. Từ xưa đến nay, trà luôn là một thức uống vô cùng quen thuộc. Từ những ly trà đá bên vỉa hè cho đến những chén trà nóng trong mỗi gia đình, tất cả đều hòa quyện một nét văn hóa cổ xưa. Cổ nhân rằng, quân tử chi giao đạm nhược thủy. Bạn bè thâm giao gặp nhau có thể thân tình mời một chén trà thanh đạm. Cái tên trà đạm thủy khởi nguồn từ đó. Trà đạm thủy được chế biến từ những nguồn nguyên liệu vô cùng sạch, hoàn toàn tự nhiên, không hóa chất, không phân bón. Trà được hái bằng tay từ những cây trà cổ thụ nằm trong những khu rừng trên núi cao của dãy Hoàng Liên Sơn, quanh năm mây mù bao phủ. Trà có nước vàng óng, vị đậm, hương thơm và ngọt hậu. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà đạm thủy, đặt mua qua số điện thoại 0945689573, truy cập gian hàng Shopee bằng mã QR hoặc ấn vào đường dẫn có trong phần mô tả và bình luận của video này. Xin trân trọng cảm ơn. Mở đầu vẫn sẽ là những cập nhật về tình hình chiến sự tại dải Gaza. Hôm 6 tháng 11, Bộ Y tế do Hamas kiểm soát ở Gaza công bố rằng số người Palestine thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 đã vượt quá 10.000 người. Asa al-Qura, người phát ngôn của Bộ, cho biết hơn 10.000 người Palestine tại khu vực này đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel, trong đó có hơn 4.000 trẻ em, hơn 2.600 phụ nữ và hơn 600 người già. Những con số đó cho thấy khoảng 3/4 số người chết là từ những nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Bộ cũng cho biết có hơn 25.400 người đã bị thương. Số người Palestine thiệt mạng ở Gaza trong tháng trước đã nhiều hơn số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột với Israel kéo dài 15 năm qua. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết, các cuộc tấn công vào tuần trước nhằm vào trại tị nạn lớn nhất Gaza có thể cấu thành tội ác chiến tranh do quy mô thương vong và tàn phá. Chuyển sang một động thái khác. Chúng ta có thể tin tưởng vào số liệu thương vong từ Bộ Y tế Gaza do Hamas kiểm soát không? Thưa quý vị, trong thời điểm chiến tranh này, Bộ Y tế ở Gaza đã nhận được cảnh báo về sức khỏe của chính mình. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt câu hỏi về độ tin cậy của báo cáo về con số người thiệt mạng và bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào Gaza bởi vì Bộ Y tế do Hamas điều hành. Tổng thống Mỹ nói, tôi không tin người Palestine đang nói sự thật về số lượng người thiệt mạng. Tôi chắc chắn rằng những người vô tội đã bị giết và đó là cái giá phải trả cho việc tiến hành một cuộc chiến tranh. Nhưng tôi không tin vào con số mà người Palestine đang sử dụng. Hôm 2 tháng 11, Bộ Y tế Gaza cho biết vụ đánh bom của Israel vào Gaza đã giết chết hơn 7.000 người Palestine. Trong đó có hơn 2.900 trẻ em. Trong gần 3 tuần kể từ khi Hamas giết chết khoảng 1.400 người Israel và bắt cóc hơn 200 người khác trong cuộc tấn công xuyên biên giới. Trong một động thái nhằm ngăn chặn những cáo buộc bịa đặt, Bộ Y tế Gaza cũng ban hành một danh sách dài 212 trang về tên và số nhận dạng của từng người Palestine mà họ cho rằng đã thiệt mạng trong vụ pháo kích của Israel. Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo kêu gọi Tổng thống Biden xin lỗi vì những nhận xét mà họ cho là gây sốc và mất nhân tính của mình. Giám đốc hội đồng Niha Awa cho biết, các nhà báo đã xác nhận số lượng thương vong cao và vô số video phát ra từ Gaza mỗi ngày cho thấy thi thể của phụ nữ và trẻ em Palestine và toàn bộ khu phố bị san bằng. Tổng thống Biden nên xem một số video này và tự hỏi liệu những đứa trẻ bị nghiền nát được kéo ra khỏi đống đổ nát của ngôi nhà của gia đình chúng là một sự bịa đặt hay là một cái giá có thể chấp nhận được cho chiến tranh. Họ cũng vậy. Luke Baker, cựu giám đốc văn phòng Reuters ở Jerusalem, nằm trong số những người kêu gọi các tổ chức tin tức thể hiện thái độ hoài nghi. Baker đăng trên mạng xã hội X, dường như hiển nhiên là bất kỳ tổ chức tin tức có lòng tự trọng nào cũng sẽ nói rõ rằng Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành. Hamas có động cơ tuyên truyền rõ ràng
là thổi phồng thương vong dân sự lên càng nhiều càng tốt. Tôi không phủ nhận có thường dân thiệt mạng. Những người khác nói rằng Bộ Y tế ở Gaza có hồ sơ theo dõi về số liệu thương vong đáng tin cậy và họ đã trở thành nạn nhân của cuộc chiến tuyên truyền khi Israel tìm cách giảm thiểu hậu quả của hàng trăm cuộc tấn công ném bom vào Gaza. Omar Saki, Giám đốc Israel và Palestine của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, ông không thấy rằng bằng chứng nào cho thấy các con số đã bị thao túng. Ông nói, chúng tôi đã theo dõi các hành vi vi phạm nhân quyền ở dải Gaza trong 3 thập kỷ, bao gồm nhiều đợt xung đột. Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy dữ liệu từ Bộ Y tế là đáng tin cậy. Số lượng của chúng nhìn chung phù hợp với những gì chúng ta thấy trên thực tế trong những ngày gần đây. Đã có hàng trăm cuộc không kích mỗi ngày tại một trong những khu vực đông dân nhất thế giới. Việc đặt câu hỏi về độ tin cậy của các con số của Bộ Y tế Gaza diễn ra sau cuộc tranh cãi về việc ai chịu trách nhiệm về vụ nổ lớn tại bệnh viện Al-Ahli Arab và có bao nhiêu người chết trong đó. Bộ này tuyên bố có ít nhất 500 người chết trong một cuộc không kích của Israel. Các tài khoản sau đó cho rằng nguyên nhân là do một tên lửa Jihad Hồi giáo bắn nhầm vào Israel và số người chết thấp hơn từ 100 đến 300 người, mặc dù con số cuối cùng vẫn chưa được xác nhận. Số liệu về thương vong của Bộ Y tế Gaza về mặt lịch sử có xu hướng đáng tin cậy, một phần vì tên lửa của những người chết được ghi chép cẩn thận và những cái chết có xu hướng được nhiều người biết đến trong các cộng đồng gắn bó chặt chẽ trên lãnh thổ. Một quan chức Liên Hợp Quốc giấu tên cho biết, cơ quan của ông đã sử dụng và kiểm tra dữ liệu của Bộ Y tế Gaza trong nhiều năm. Quan chức này nói, tôi không thấy điều gì cho thấy họ đang bịa đặt các con số. Chúng tôi đã xem xét một số vụ đánh bom của Israel và số người chết mà Bộ công bố, cho thấy một cuộc tấn công cụ thể nhìn chung giống với những gì chúng tôi đã thấy trong các cuộc chiến trước đây. Ông cho biết, lý do khiến con số thương vong chung cao hơn là vì các cuộc tấn công lớn hơn nhiều so với bất cứ điều gì chúng ta từng thấy trong các cuộc chiến trước đây. Không phải là họ thổi phồng con số. Chuyển sang những tin tức về chiến trường Đông Âu. Ukraine tuyên bố sản xuất hàng loạt UAV tự sát tầm bắn 1.000 km. Thưa quý vị, Yegor Bronbrom, một nhà sản xuất vũ khí quốc doanh của Ukraine cho biết, nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt một dòng máy bay không người lái tự sát. Lực lượng phòng vệ Ukraine đặt hàng UAV này cho các hoạt động tác chiến. Giám đốc điều hành của nhà sản xuất vũ khí này, Herman Smetanin, tiết lộ tầm chiến đấu tối đa của vũ khí này là 1.000 km. Có rất nhiều nhà sản xuất, nhà nước và tư nhân ở Ukraine. Chúng tôi có loại UAV tương đương với Sahi và có những mẫu mạnh hơn vì Sahi không bay xa đến thế. Hiện tại chúng tôi tập trung vào việc sản xuất các dự án UAV phức tạp hơn với hiệu suất cao. Ông nói, đề cập tới UAV Sahi mà Kyiv nghi là Nga mua của Iran về sơn lại. Eurobrom tiết lộ họ đang sản xuất 3 dòng UAV. Góc nhìn thứ nhất, FPV mới. Trước đó Ukraine từng hé lộ về việc chế tạo UAV có tầm tấn công 1.000 km, nặng 75 kg. Eurobrom tuyên bố rằng UAV mới do họ chế tạo có thể là một trong những vũ khí hiệu quả nhất của Kyiv từ trước tới nay. Giám đốc dự án Oleg Bodidev khi đó tiết lộ UAV này có đặc tính tương đương với UAV Sahi nhưng có đặc điểm khiến nó trở nên đặc biệt. Ông nói, UAV mới có tính năng tấn công tự sát, nhưng người Ukraine không nghĩ đó là đủ. Chúng ta sẽ có một UAV tự sát có khả năng quay đầu trở về. Điều này có nghĩa là UAV mới của Ukraine có khả năng tấn công đối thủ vài lần. Quan chức Ukraine chưa giải thích rõ hơn về cơ chế tấn công nhiều lần là gì. Eurobrom cho biết, họ đã sử dụng linh kiện từ nước ngoài để sản xuất UAV này. Tuy nhiên, phần mềm, phương tiện liên lạc với các trạm mặt đất, hoạt động lắp ráp và bảo trì các UAV đều do các chuyên gia trong nước đảm nhận. Truyền thông Ukraine cho hay, chiếc UAV mới này, nếu được đưa vào biên chế, có thể là câu trả lời cho chiến dịch tập kích quy mô lớn của Nga nhiều tháng qua và cơ sở hạ tầng chủ chốt của Ukraine. Sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác và máy bay không người lái tự sát. Sự xuất hiện của dòng UAV mới với tầm tấn công lên tới 1.000 km có thể trở thành mối đe dọa lớn với Nga và có thể khiến cục diện chiến sự thêm phức tạp trong thời gian tới. Nếu Ukraine biên chế UAV có tầm tấn công 1.000 km, điều này có thể tạo nên sự thay đổi trên chiến trường khi Kyiv có thể mở rộng năng lực nhằm vào những mục tiêu xa hơn của Nga trong tương lai mà không phải phụ thuộc vào hoàn toàn nguồn viện trợ từ phương Tây. Trong một diễn biến khác, nổ lớn, biển lửa nhấn chìm kho đạn của Nga tại ngôi làng chiến lược ở Ukraine. Thưa quý vị,
tại ngôi làng Sidov do Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Một kho đạn khá lớn của Nga đã bốc cháy, gây ra vụ nổ và hỏa hoạn khổng lồ hôm 5 tháng 11. Theo báo cáo của Petro Andriyuchenko, cố vấn của thị trường của thành phố Mariupol, ông Andriyuchenko cũng cho biết đã có sự cố mất điện ở Sidov do ảnh hưởng của vụ nổ. Andriyuchenko viết trên Telegram, chắc chắn nó sẽ tiếp tục nổ. Người dân địa phương cho biết hiện mới chỉ 1/3 nhà kho bị phá hủy, nhưng không thể cứu vãn được gì ở đó. Ông cũng lưu ý rằng, người Nga đã biến ngôi làng thành kho đạn dược và bãi đậu xe quân sự. Theo nhà báo Ukraine Andriy Tisavchenko, các máy bay trực thăng của Nga đã hạ cánh xuống Sidov để sửa chữa và đã bị phá hủy cùng với căn cứ. Sidov nằm trên bờ biển Azov, cách Novazizov bị chiếm đóng 7 km và gần biên giới Nga. Trong khi đó, quân đội Ukraine tiếp tục hoạt động ở phía đông Kherson vào ngày 5 tháng 11 và đã đạt được thành công đáng kể. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW cho biết, quân đội Ukraine cũng tiếp tục các hoạt động tấn công gần Bakhmut, đạt được thành công đã được xác nhận ở phía tây tỉnh Zaporizhia và ở phía đông bên trái Kherson vào ngày 5 tháng 11. Hình ảnh định vị địa lý công bố ngày 4 tháng 11 cho thấy, lực lượng Ukraine đạt được rất ít tiến bộ về phía góc tây nam của nhà máy điện mặt trời gần Pistepene, cách thành phố Kherson 12 km về phía đông và cách sông Dnipro 3 km. Các hình ảnh định vị địa lý bổ sung được công bố vào ngày 4 tháng 11 xác nhận rằng lực lượng Ukraine đang chấn giữ các vị trí trong các tòa nhà ở Krimki, cách Kherson 30 km về phía đông và cách sông Dnipro 2 km. Một blogger quân sự Nga tuyên bố rằng các trận chiến giữ vị trí vẫn đang tiếp diễn ở Krimki và dọc theo tuyến Pishchanivka, Poyma, cách Kherson 10 km về phía đông và cách sông Dnipro 4 km. Chuyển sang phần tin cuối liên quan đến Trung Quốc. Nhiều quan chức Trung Quốc sắp bị sa thải sau cuộc họp quan trọng do ông Tập chủ trì. Kính thưa quý vị, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì hội nghị công tác tài chính của Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 10. Cuộc họp nhấn mạnh sự kiểm soát của Đảng đối với hệ thống tài chính và chỉ ra rằng tình trạng hỗn loạn tài chính và tham nhũng đang diễn ra. Các chuyên gia dự đoán rằng điều này có nghĩa là một cơn bão chống tham nhũng quy mô lớn đang ập đến và nhiều quan chức tài chính sẽ bị sa thải. Theo Bloomberg ngày 1 tháng 11, cuộc họp tài chính của Ủy ban Trung ương Trung Quốc kết thúc hôm 31 tháng 10 chỉ ra rằng chính quyền Trung Quốc đang xem xét các biện pháp tiếp theo để giải quyết một số nguồn rủi ro tài chính, bao gồm nợ của chính quyền địa phương, áp lực đối với các nhà phát triển bất động sản và các ngân hàng nhỏ, nhưng không có thông tin cụ thể nào được đưa ra. Cuộc họp nêu rõ, để ngăn ngừa và giải quyết rủi ro nợ của chính quyền địa phương, cần thiết lập cơ chế dài hạn và tối ưu hóa cơ cấu nợ của chính quyền trung ương và địa phương. Các nhà kinh tế của Ngân hàng Đa quốc gia Goldman Sachs cho biết trong một ghi chú, câu này cho thấy rằng trong khi chính quyền địa phương đang giảm đòn bẩy và giảm rủi ro bằng cách giải quyết các vấn đề nợ nần, thì chính quyền trung ương có thể đảm nhận nhiều trách nhiệm tài chính hơn và tăng thêm đòn bẩy. Nói cách khác, chính quyền trung ương Trung Quốc sẵn sàng mở rộng quy mô vay nợ. Theo các nhà kinh tế, chính quyền địa phương Trung Quốc đang ngập trong nợ nần và đang trên bờ vực hoặc lâm vào tình trạng phá sản. Việc giải quyết các khoản nợ này như thế nào có thể quyết định sự thành bại của hệ thống tài chính Trung Quốc trong vài năm tới, cũng như sự phát triển của hệ thống tài chính Trung Quốc và quyết định hướng phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Theo các nguồn tin, vào tháng 5 năm nay, Cục Tài chính Quý Dương, thủ phủ của tỉnh Quý Châu thừa nhận rằng các phương tiện kỹ thuật để chuyển đổi nợ về cơ bản đã cạn kiệt. Vào tháng 9, Nội Mông tuyên bố sẽ phát hành trái phiếu tái cấp vốn đặc biệt trị giá 66 tỷ nhân dân tệ, tương đương 9 tỷ USD, để giúp trả nợ lãi suất cao phát hành trước năm 2018. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự đoán vào tháng 2 rằng tỷ lệ gánh nặng nợ của chính quyền địa phương trên GDP của Trung Quốc sẽ tăng 9 điểm phần trăm trong năm nay. Tỷ lệ này chỉ tăng 5 điểm phần trăm vào năm 2022, mức tăng vào năm 2021 chỉ là 2 điểm phần trăm. Nợ tiềm ẩn của chính quyền địa phương còn đáng lo ngại hơn, đó là khoản nợ do chính quyền địa phương phát hành với lãi suất cao thông qua các nền tảng tài chính do họ kiểm soát, không nằm trong bảng cân đối kế toán của chính phủ. Người mua chính là các ngân hàng và hộ gia đình. Một khi nợ quá nhiều, chuyển thành nợ xấu sẽ gây ra rủi ro về tài chính, chính trị. Vào cuối tháng 9 năm nay, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch hoán đổi nợ trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 137 tỷ USD. Cho phép chính quyền địa phương hoán đổi cái gọi là nợ ngầm lấy trái phiếu với lãi suất thấp hơn. Tuần trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ phát hành thêm 1.000 tỷ nhân dân tệ trái phiếu chính phủ để hỗ trợ chi tiêu địa phương.
Trong năm qua, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng lớn cung cấp một số hỗ trợ cho các nhà phát triển gặp khó khăn và nền tảng tài chính của chính quyền địa phương. Bloomberg đưa tin rằng, các ngân hàng lớn này có khoản nợ lên tới 9.000 tỷ USD. Nếu họ tiếp tục hỗ trợ chính quyền địa phương, lợi nhuận của họ sẽ bị thiệt hại rất lớn. Tuy nhiên, động thái của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng nhằm mục đích làm cho các ngân hàng quốc doanh lớn trở nên tốt hơn và mạnh mẽ hơn. Ông Trương Chí Huy, Chủ tịch kiêm nhà kinh tế trưởng của Bảo Ngân Investment cho biết, các tổ chức tài chính lớn thuộc sở hữu nhà nước có thể giành được nhiều thị phần hơn trong ngành tài chính. Hội nghị công tác tài chính trung ương lần này một lần nữa đề xuất kích hoạt thị trường vốn và phát huy tối đa chức năng trung tâm của thị trường vốn. Tuy nhiên, theo chủ trương, chính phủ Trung Quốc muốn thúc đẩy cái gọi là cải cách thị trường vốn, về bản chất là tự mâu thuẫn. Các ngân hàng quốc doanh lớn đã bị ảnh hưởng bởi các nhà phát triển bất động sản và sự thất bại của chính quyền địa phương, trong khi các công ty nước ngoài như Goldman Sachs đã thu hẹp lại kế hoạch mở rộng. Bloomberg đưa tin, Bắc Kinh đã thắt chặt kiểm soát lĩnh vực tài chính thông qua chiến dịch chống tham nhũng toàn diện và tuyên truyền tư tưởng. Với tư cách là quan chức tài chính cao nhất của Trung Quốc, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã có bài phát biểu kết luận tại cuộc họp. Cuộc họp nêu rõ, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa ngành tài chính để thu hút thêm nhiều tổ chức tài chính và quỹ dài hạn nước ngoài. Đồng thời, cả Thượng Hải và Hồng Kông sẽ được phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế. Tuy nhiên, cuộc họp cũng cho rằng độ mở tài chính cần phải cân bằng với an ninh. Tuyên bố này rõ ràng nhắc nhở mọi người về ẩn ý của việc Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh vào việc tuân theo các yêu cầu chính trị. Chính xác đó là loại yêu cầu của chính quyền trung ương. Cuộc điều tra gần đây của Bắc Kinh đối với nhà cung cấp Foxconn của Apple là một ví dụ. Theo tờ Wall Street Journal, chính phủ Trung Quốc có thể đang cố gắng cảnh báo người sáng lập Foxconn, Tadico. Nhưng nếu Foxconn và các công ty tương tự của nó bị phạt nặng hoặc vướng vào những khó khăn chính trị hoặc an ninh tốn kém khác, các nhà sản xuất nước ngoài như Foxconn có thể đẩy nhanh việc rút lui khỏi Trung Quốc. Hội nghị công tác tài chính vừa qua nhấn mạnh sự kiểm soát của Đảng đối với hệ thống tài chính. Trước tình trạng hỗn loạn tài chính và tham nhũng đang diễn ra, liệu một cơn bão chống tham nhũng quy mô lớn đang ập đến và nhiều quan chức tài chính sẽ bị sa thải? Thưa quý vị, mục toàn cảnh quốc tế của DKN đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất trân trọng và mong chờ những đóng góp của quý vị với vai trò cộng tác viên thường xuyên hoặc không thường xuyên. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contact@dkn.tv. Chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin cảm ơn.